Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem trực tiếp một trường hợp lắp răng trên implant cho bạn thiên giáp. Như các bạn đã biết thì khi mà bị mất răng thì chúng ta nên làm lại răng giả sớm nhất có thể. Thứ nhất là để đảm bảo chức năng về mặt ăn nhai, thứ hai là sẽ chống xô lệch các răng còn lại. Và khi mà bị mất răng thì bạn sẽ có thể lựa chọn một trong hai phương án làm răng cố định. Thứ nhất đó là cầu răng và thứ hai đó là chống răng implant. Trong đó thì với phương án cầu răng thì các bạn sẽ phải mài nhỏ những răng bên cạnh và sau đó là nối liền các răng với nhau. Và với phương án implant thì các bạn sẽ sử dụng một cái trụ titanium được gọi là chân răng implant đưa trực tiếp vào trong xương hàm. Và khi mà chờ chân răng implant tích hợp thì chúng ta sẽ lắp răng trên chiếc chân răng implant này. Và implant được coi là phương án chống răng tốt nhất hiện nay. Và trong trường hợp của bạn thiên giáp hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quan sát cái hình ảnh trên phim X quang trước khi mà chúng ta quan sát hình ảnh trên điện. Và chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh X quang tại đây nhé. Trên hình ảnh các bạn đang quan sát thấy đây là hình ảnh cái tình trạng ban đầu của bạn thiên giáp. Thì bạn ấy có một cái chiếc răng số 4 hàm trên. Trước đây là đã chữa tủy rồi. Và khi mà chữa tủy xong như vậy thì bạn ấy chỉ có hàn lại thôi mà không có bọc lại cái răng này. Do vậy mà sau một thời gian sử dụng thì cái chiếc răng này nó bị vỡ đi. Và cái miếng vỡ nó quá lớn dẫn đến là tôi đã phải tiến hành nhổ bỏ chân răng đó đi. Đó, đây là cái hình ảnh phim X quang sau khi mà tiến hành nhổ bỏ cái chân răng. Và sau khi nhổ bỏ xong thì cái chân răng này nó có kích thước nó quá lớn, do vậy mà tôi đã không thể đặt luôn một cái chân răng implant vào đây. Và tôi đã phải chờ cái vùng xương này nó liền khoảng 3 tháng. Và khi mà cái vùng xương liền xong rồi thì tôi sẽ tiến hành đặt một cái chân răng implant. Thì đây là cái hình ảnh mà cái mũi khoan định hướng cho cái vị trí chân răng nó sẽ nằm ở đó. Và tiếp theo đây đó là cái hình ảnh, đây là cái hình ảnh mà chân răng. Đó, cái phần phía dưới ở đây có hai cái phần, đó là phần chân răng đã được đặt vào trong xương hàm, và phần thứ hai đó là cái gọi là cái healing, tức là cái phần kết nối chân răng và xuyên qua khỏi lợi. Đó, thì khi mà đặt vào như này thì mình sẽ phải chờ tiếp một cái khoảng thời gian, đó là khoảng 3 tháng cho cái chân răng là nó tích hợp vào trong xương hàm trước khi mà đến buổi hôm nay. Đó là cái giai đoạn mà tôi, cái buổi mà tôi sẽ lắp cái răng sứ trên cái chân răng implant này. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem trực tiếp cái hình ảnh này trên miệng nhé. Như các bạn lúc thấy ở trên phim thì đây là cái hình ảnh ở trên mẫu hàm. Đây là cái ở phía trong này, đấy là cái vị trí răng số 4 hàm trên. Đây là cái chân răng mà mô phỏng sau khi mà mình lấy cái dấu răng implant ra. Và mình sẽ làm ra một cái răng sứ trên implant giống như này. Đó, đây là cái hình ảnh răng sứ trên implant. Và nó được gắn trên cái mẫu hàm thạch cao như thế này. Đó, và bây giờ sau khi mà tôi đã tiến hành gắn cái răng sứ này ở phía ngoài rồi thì bây giờ mình sẽ cố định cái răng sứ này lên trên miệng vào cái chân răng implant ở trên miệng là xong. Đây là cái hình ảnh trực tiếp ở trên miệng nhé các bạn. Đây là cái mà nó nổi ở phía trên lợi này, nó là cái healing hay gọi là cái trụ liền lợi. Thì trước khi mà gắn răng sứ thì tôi sẽ phải tháo cái healing này ra. Sau khi mình tháo cái này ra, đó thì mình sẽ có thể quan sát được cái chân răng ở phía dưới, chân răng implant nó nằm dưới của cái lỗ này. Đó, nó sẽ được kết nối với cái răng sứ đây. Đây sẽ là cái răng sứ ở phía trên này. Đó, có một cái lỗ ở phía trên này để mình vặn cái vít cố định vào cái chân răng implant này. Ở đây là cái răng sứ mà mình sẽ đưa nó vào. Đó, mình sẽ đưa từ từ nó ra. Và bây giờ mình sẽ vặn chặt thì mình cố định cái răng này. Cố định cái răng này lại. Để đảm bảo cái lực vặn chặt nó đúng thì mình sẽ phải sử dụng thêm cái này, nó gọi là cây đo lực nhé. Đó, mình đưa vào để mình siết. Đó, tới cái lực theo tiêu chuẩn của nó sẽ là lực 35 Newton. Đó, mình sẽ vặn tới cái lực hơi tức một tí đúng không em? Sau khi mà mình đã đạt cái lực rồi thì mình kiểm tra lại cái bề mặt răng một lần nữa. Trước khi mình hàn lại thì mình sẽ đặt một chút cái băng tan vào đây. Cái băng tan này sau này mình có thể gỡ ra được. Trường hợp mà cái răng sứ phía trên này nó bị sứt mẻ chẳng hạn thì mình sẽ tháo cái con ốc ngoài ra và mình tháo cái răng sứ ra. Mình làm lại cái răng sứ mới. Chứ rồi cái chân răng implant này nó vẫn nằm ở dưới đó. Sau khi mà mình đặt một cái lớp băng tan cách ở phía trên rồi thì mình sẽ phủ lên trên bằng cái chất hàn nhé. Đó, cho một chút chất hàn lên trên này.
là sẽ che kín cái lỗ này. Đó. Rồi mình sẽ chiếu đèn để cho cái chất hàn này nó cứng lại. Bây giờ mình có thể kiểm tra cái phần tiếp xúc với hai cái răng bên cạnh một chút. Đó. Tiếp xúc. Đó, rất là chặt. Sau cái buổi mà anh đặt chân răng nhân tạo implant xong thì ngày hôm nay là anh đã được bác sĩ lắp cái phục hình chụp răng sứ lên phía trên rồi. Thì cái cảm giác của anh hiện tại bây giờ là như thế nào ạ? Cảm giác là nó chỉ gọi là lúc ban đầu nó hơi tức một chút thôi. Còn bây giờ thì cảm thấy nó bình thường. Bởi vì lúc đầu vào nó hơi kích hai cái răng bên cạnh. Bây giờ càng dần nó cảm thấy nó gọi là nó không có cái vướng mắc gì được. Bây giờ thì anh sẽ ăn thử giúp em một chiếc kẹo lạc nhé, để xem là cái khả năng của cái chiếc răng implant này sau khi mà anh lắp xong thì cái khả năng ăn nhai của nó như thế nào. Đây, ăn thử ăn vào cái răng mới lắp ấy. Có cảm nhận được răng nào răng mới lắp? Tức một chút đấy. Nó kiểu nó chưa mới mình chưa quen hẳn. Nhưng mà có thấy không có vấn đề gì. Thế được, ok. Trong một lát.